Xin chào tất cả các em học sinh khối 12. Trong buổi học hôm nay chúng ta tìm hiểu bài giảng tích phân giải bằng CLC. Phương pháp gồm có 3 bước. Bước 1 là nhập tích phân vào máy tính, bước số 2 là CLC. Bước số 3 là chọn đáp án. Bài tập trắc nghiệm câu số 1 cho tích phân y bằng cạn chạy từ 0 đến a của x nhân cho a mũ x chia 2 dx bằng 4. Giá trị của a bằng bao nhiêu? Tích phân này thì bằng 4 do đó là tích phân cận chạy từ 0 đến A này của x nhân cho a mũ x chia cho 2 dx trừ 4 nó sẽ bằng 0 được chưa do đó chúng ta nhập các phần này vào máy tính sau đó chúng ta CR là C 4 đáp án a, b ấn ABCD thì chúng ta sẽ có kết quả bước 1 là nhập vào máy tính tích phân cận chạy từ 0 đến a của x nhân cho a mũ x phần 2 chúng ta trừ cho 4 trừ cho 4 bây giờ chúng ta c -A là c c -A là c c -A là c x bỏ qua nha Đối A thì A bằng 1. Chúng ta cho A bằng 1. Kết quả là âm 3 phía mấy. Do đó kết quả này không bằng 0 rồi. Tiếp tục đoán B là A bằng 0. Kết quả bằng trừ 4 không đúng. Loại luôn. Đối C là A bằng 4. Kết quả này là 29 phía mấy. Loại luôn. Đáp án D là A bằng 2. Kết quả bằng 0. Do đó thì đáp án D chính là đáp án của câu 1. Câu 1 chọn D. Tiếp theo là câu số 2. Câu 2 thì cho tích phân. Y bằng với cạn chạy từ 0 đến A của 7 mũ x 1 nhân log 3 của 7 dx bằng 7 mũ 2A trừ 13 chia 42 để hỏi là giá trị của A bằng bao nhiêu thì chúng ta chuyển 7 mũ 2A trừ 13 chia 42 sang bên trái có nghĩa là tích phân này trừ cho cái này bằng 0 cách làm giống như câu 1 thì chúng ta nhập nhập tích phân cận chạy từ 0 đến A của 7 mũ x trừ cho 1 nhân lóc 7 chúng ta trừ cho 7 mũ 2 7 mũ 2a này trừ cho 13 chia cho 42 bây giờ chúng ta CLC CLC đó bằng A là A bằng bằng 1. Kết quả bằng 0. Do đó thì câu 2 chúng ta chọn đáp án A. Câu 2 chọn A nghe chưa? Tiếp tục là câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 thì uh, cho tích phân cạnh chạy từ 2 đến 5 của một phần của dx chế x bằng log n3 của a để hỏi a bằng bao nhiêu thì chúng ta nhập như câu 1 và câu 2 thì bước 1 nhập vào máy tính này chúng ta nhập tích phân chạy từ 2 đến 5 của một phần x bằng log a thì chúng ta trừ cho log a luôn tìm tase a là c. c a là c x bỏ qua. Đáp án a thì a bằng Đáp án a thì a bằng, bằng 2. a bằng 2. Kết quả này không bằng 0. Tiếp tục đáp án b. a bằng 5/2. 5/2. Kết quả là bằng 0, Giờ đó thì câu 3 chọn đáp án b. Câu 3 chọn B. Câu 3 chọn B. Câu số 4. Câu số 4. Cho tích phân với cận chạy từ 0 đến m của 2x cộng 6 dx bằng 7, giá trị của m bằng bao nhiêu? Bước 1 chúng ta nhập vào máy tính. Cận dưới là 0. 0 cạnh trên là m, Cái này là 2x cộng cho 6 trừ cho 7. Bây giờ chúng ta CLC là x bỏ qua, chúng ta c là c cho m. Đố ngay thì m bằng 1, m bằng 7, thì chúng ta chọn m bằng 1 thì kết quả là bằng 0. Vậy là M bằng 1 kết quả bằng 0. Vậy đó, ấn A và đơn D đều có M 1. Bây giờ chúng ta chỉ cần C là C cho 7 hoặc trừ 7 thôi. C là C cho 7. A à, bằng 84 khắc 0 rồi. Cho đấu ấn A loại này. Vậy chúng ta thử thử C là cho đáp ấn B mới mà bằng trừ 7 này. Kết quả bằng 0. Do đó thì câu số bốn chọn đáp án B. Rất là nhanh. Tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 nè. Câu số 5. Cho đẳng thức tích phân chạy từ 1 đến m của 3 mũ 1x nhân cho logarit 3 của 3 chia x bình dx bằng -6 với m thuộc R giá trị của M bằng bao nhiêu thì cũng hoàn toàn tương tự như các câu 1, 2, 3, 4 thì chúng ta nhập tích phân này vào máy tính này là cận dưới là 1, cận trên thì M của 3 mẫu 1 phần x nhân cho logarithm e của ba à, logarithm e của 3 này chia cho x bình phương cái này bằng trừ 6 thì chúng ta chuyển qua là cộng 6 trừ 6 thì chuyển qua là cộng 6 bây giờ chúng ta CLC nếu kết quả nó bằng 0 thì đúng C x bỏ qua m đó bằng a thì mà bằng 1 CLC cho 1 kết quả bằng 6 là sai rồi tiếp tục đối b thì chúng ta CLC cho 2 Kết quả là 7 mấy kết quả này cũng sai luôn. Tiếp tục đoán C là 1 phần 2. M 1 phần 2. Kết quả bằng 0. Do đó thì câu 5 chúng ta chọn đáp án C với M bằng 5, với M bằng 1 phần 2. Câu 5 là M 1 phần 2, do đó chọn C bằng C, đáp án C cho câu 5. Tiếp theo là câu số 6. Câu 6. Câu 6 này. Câu 6 là đề cho là số dương a, số dương a nhỏ để tích phân từ 0 đến a của x trừ x bình dx có giá trị lớn nhất. Tích phân này có giá trị lớn nhất, nhớ là a phải dương. Vậy thì a là bốn giá trị bốn đáp án A B C D. Bây giờ chúng ta nhập vào máy tính chúng ta CLC cho từng đáp án. Nếu đáp án nào mà tích phân có giá trị lớn nhất thì đáp án đó là đáp án đúng. Và chúng ta nhập vào máy tính. Tích phân của mình là chạy từ 0 đến A. Của H x trừ cho x bình. Bây giờ chúng ta C là C. đón A là A bằng 1 phần 2. Kết quả là bằng 1 phần 12. Chỗ này kết quả là 1 phần 12 nghe nha. Kết phần là bằng 1 phần 12. Nhá là 1 phần 12. Đó bằng B. Thì chúng ta CA là C cho 1 phần 3. Kết quả là bằng 7 phần 162. Đó B là 7 phần 162 nghe nha chưa

tích phần này lớn nhất đúng không tích phần có giá trị lớn nhất như đó đó đây là sai loại rồi trừ hai phần ba là loại rồi bây giờ chúng ta bấm thử 1 phần 12 bao nhiêu này 1 phần 12 là bao nhiêu 0,083 kết quả là bạn sắp xỉ là bằng 0,083 ngay ra rồi 7 phần 162 là 0,043

Do đó chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Đáp án C thì giá trị A bằng 1 thì tích phân này có giá trị lớn nhất là 1 phần 6. Đây là 0.083 nè, cái đây 0.043 thì cái đây là 0 0.167, 0.167 thì kết quả này lớn lớn nhất rồi, đúng chưa? Thì đó chúng ta chọn đáp án C cho câu 6. Tiếp theo là câu số 7. Câu số 7 thì uh, đề cho là tích phân y bằng cận chạy từ 0 đến căn a của x 1 nhân x a mũ 2x dx bằng 3 trừ a bình chia 4. Giá trị của a bằng bao nhiêu thì cũng tương tự như các câu chay. Bước đầu tiên ta nhập vào máy tính. Ta nhập uh, tích phân chạy từ 0 đến căn A. Căn A này. Của x 1. Nhân cho e mũ 2x. Bây giờ chúng ta trừ cho đấu ấn. Trừ cho cái kết quả này. Trừ cho này. Trừ cho 3. Trừ cho 3 này. 3 trừ cho A bình chia cho 4. Bước tiếp theo chúng ta sẽ là C. Đối với A thì A bằng 1. A bằng 1, kết quả bằng 0. Do đó thì à, uh, câu 7 chọn đáp án A với A bằng 1. Câu số 8. Câu số 8 này. Câu số 8. Câu số 8 thì... À, uh, Câu số 8. Tích phân cặn chạy từ A đến B của x dx bằng bấu đáp án ABCD. Thì với uh, câu số 8 thì uh, thầy sẽ chọn A bằng 1 B bằng 2 A bằng 1 B bằng 2 Chúng ta nhập vào máy tính Tích phần của mình là Cận dưới là A trên là B x để rồi thì chúng ta CLC a cho bằng 1 B cho bằng 2 kết quả là 3/2 kết quả tích phân này là bằng 3/2 kết quả là bằng 3/2 nha 3/2 bây giờ chúng ta thay a bằng 1 B= bằng 2 và 4 đáp án ABCD đáp án nào có kết quả bằng 3 phần 2 thì đáp án đó đúng. Với đáp án A thì thầy bấm là 1 phần 2 này của A bình phương trừ cho B bình phương. Sau đó thầy C là C, A bằng 1, B bằng 2. Kết quả là trừ 3 phần 2. Mà kết quả của đề là 3 phần 2 cho đó là sai rồi. Tiếp tục đáp án... Là đó C thì thấy nó hơi giống giống đúng không? Nó giống khối của trừ chưa? Đó ăn C là trừ đúng không? Trừ 1 phần 2 của A bình trừ B bình. Để đó chúng ta căn đó C. Trừ A bằng 1 B bằng 2. Kết quả đúng bằng 3 phần 2 luôn. Do đó thì câu 8 chúng ta chọn đáp án C. Hoặc là các em có thể chọn A bằng 3 bằng 4 hay là bằng 3. A bằng 3 B bằng 4 được chưa? hay là a bằng 4 b bằng 5 hay a bằng 2 b bằng 3 gì đó hay là a bằng 0 b bằng 1 vân vân yeah. Đó đúng với mẫu ab câu số uh, câu số 9 câu 9 là tích phân cho tích phân ấy tích phân là cận chạy từ 0 đến b chia 6 tích phân với cận chạy từ 0 đến b chia 6 của sin, sin mũ nx nhân cos x dx bằng 1 phần 64 khi đó anh là, là giá trị nào trong bốn giá trị ở đáp án ABCD. Thì, thì em đã có ý lỗi ý là trước khi mà các em giải thích phân lượng giá thì các em phải đưa máy tính về chế độ radian bằng cách là bấm shift mode 4. Thì cái máy tính nó lên chữ R này thấy chưa? Chữ R này. Thì chúng ta mới xài được lượng giá, thì chưa? Nó có chuẩn. Rồi, câu số 9. Bước đầu tiên chúng ta nhập vào máy tính thì tích uh, phân của mình là cận dưới là không này cận trên là b chia sáu của sin mũ n thì chúng ta ghi là mũ a được rồi n là chính là a nghe nha nhân cho cốt rồi kết quả là nó bằng 1 phần 64 cho đó chúng ta trừ cho Trừ cho 1 phần 64. Sau đó chúng ta CA là C. Đoán A thì N bằng 4. Nếu bằng 0 thì đúng. Lượng giấc nó chạy hơi lâu. Kết quả là trừ 320. Kết quả này không bằng 0 rồi. Tiếp tục đoán B là... Đoán B thì đóng bê a bằng 6 a bằng 6 a bằng 6 kết quả là trừ 13 phần 896 kết quả này không bằng 0 tiếp tục đáp án C a bằng 5 nó chờ khoảng cỡ hơn 6 giây kết quả là trừ 5 5 phần 384 kết quả này cũng khác không rồi tiếp tục là đáp án D và A bằng 3 chắc chắn là D, D là đáp án đúng rồi kết quả bằng 0 cho đó thì à, câu 9 chúng ta chọn à, đáp án D câu cuối cùng là câu số 10 câu số 10 à câu số 10 câu số 10 thì uh, giá trị của tích phân phải cần chạy từ 0 đến bg2 của 1 trừ cos x tất cả mũ n nhân sin x dx bằng bao nhiêu chân bóng đáp án abcd thì uh, với câu này thì uh, thầy sẽ chọn n bằng uh, n bằng 2 được chưa? Hoặc n bằng 3 vân vân. Bây giờ chúng ta nhập vào máy tính tích phân phần của mình là tích phân tích phân với uh, cận chạy từ 0 đến b chia 2 các em lưu ý là khi giải tích phân lượng gió là các em phải cài máy tính về chế độ r nữa chưa có nghĩa là màn hình nó có chữ r là được bằng cách bấm shift mút 4 nếu không cài thì kết quả nó sẽ sai Tất cả mũ n thay thay cos n chính là mũ a đi nhân cho sin x bây giờ chúng ta c là c cho n bằng 2 cho n bằng 2 cho n bằng 2 thì kết quả được là 1/3 n bằng 2 thì kết quả bằng 1 phần 3 vậy thì kết quả đây tích phân nó sẽ là bằng 1 phần 3 nha quả là 1 phần 3 bây giờ chúng ta thay n bằng 2 vào các đáp án A, B, C, D nếu đáp án nào mà có kết quả đúng bằng 1 phần 3 thì đáp án đó chính là đáp án đúng vậy thì thấy đáp án C thì nó thay n bằng 2 vào đây nè n bằng 2 thì nó sẽ ra bao nhiêu thì thay, thay n bằng 2 vào đây kết quả nó phải bằng gì 1 phần 3 đúng chưa 1 chia 1, 1 chia 2 cộng 1 chính là 1 phần 3. Do đó câu số 10 chúng ta chọn đáp án C. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.